Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về năm quan niệm sai lầm phổ biến về quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản vào năm 1945. Quan niệm sai lầm đầu tiên cho rằng bom nguyên tử đã kết thúc chiến tranh. Nhiều người Mỹ tin rằng chín quả bom đã buộc Nhật Bản đầu hàng. Tuy nhiên, theo các tài liệu lịch sử của Nhật Bản, Việc Liên Xô tham chiến chống Nhật Bản vào ngày 8 tháng 8 năm 1945 mới là cú sốc lớn đối với Nhật Bản. Việc Liên Xô tham chiến cùng với hai quả bom nguyên tử mới là yếu tố quyết định dẫn đến sự đầu hàng của Nhật Bản. Quan niệm sai lầm thứ hai cho rằng quả bom đã cứu sống khoảng 500.000 lính Mỹ. Con số này thường được sử dụng để biện minh cho việc thả bom. Tuy nhiên, theo các dự báo quân sự vào thời điểm đó con số thương vong của Mỹ ước tính khoảng 193.000 người, trong đó có 40.000 người tử vong. Mặc dù vậy, cá nhân tôi nghĩ rằng tổng thống Truman cũng chịu áp lực rất lớn trong việc quyết định sử dụng bom nguyên tử. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng lựa chọn duy nhất lúc bấy giờ là thả bom hoặc đổ bộ vào Nhật Bản. Thực tế, có những lựa chọn khác đã được xem xét, một lựa chọn là trình diễn sức mạnh của bom nguyên tử trên một hòn đảo không có người ở. Một lựa chọn khác là chấp nhận sự đầu hàng có điều kiện của Nhật Bản, với điều kiện Nhật hoàng không bị coi là tội phạm chiến tranh. Điều này cuối cùng đã được chấp thuận sau khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Quý vị nghĩ sao về hai lựa chọn thay thế này? Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu quan niệm cho rằng người Nhật đã được cảnh báo trước khi bom được thả xuống. Mặc dù Hoa Kỳ đã thả truyền đơn cảnh báo về sự hủy diệt sắp tới, nhưng không có cảnh báo cụ thể nào về cuộc tấn công hạt nhân. Điều này là do Hoa Kỳ lo ngại người Nhật sẽ bắn hạ máy bay mang bom. Các bạn hãy nhớ rằng, các thành phố của Nhật Bản đã thường xuyên bị ném bom trước đó nên những cảnh báo chung chung có thể không gây được sự chú ý đặc biệt. Cuối cùng, một số người tin rằng quả bom được thả đúng thời điểm để Hoa Kỳ đạt được lợi thế ngoại giao đối với Liên Xô tuy nhiên thời điểm thả bom được quyết định bởi kế hoạch quân sự chứ không phải bởi các cân nhắc chính trị bộ trưởng chiến tranh henry stimson đã yêu cầu loại kyoto khỏi danh sách mục tiêu vì tầm quan trọng lịch sử và văn hóa của nó điều này cho thấy các cân nhắc chính trị cũng có ảnh hưởng đến việc lựa chọn mục tiêu tóm lại chúng ta có thể thấy rằng có nhiều quan niệm sai lầm về vụ đánh bom nguyên tử xuống hiroshima và nagasaki việc tìm hiểu và hiểu đúng về lịch sử là rất quan trọng để chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá cho hiện tại và tương lai khám phá lịch sử xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo